quất cá mới ăn anh em. Sao mình không có thấy được nó rớt này, nó ăn ngầm à. Lên cá nha. Này, một con. Này có 250 gram con à. Cá này cũng trọng rồi nha. Con đầu tiên. Ý. Này dính dưới. Vỏ khô rang, chưa có miếng nước. Giờ có nước rồi. Cho miếng nước rồi. Mình móc cách bút nhá của mình đây. Mũi trái, nách phải, chân phải, lòn lên gối phải luôn. Rồi ra nha anh em. Cân bằng con nhá là con nhá nó sẽ không bị xây nha. Vô sông Hồng. Rồi vô sông Hồng. Chiến tiếp. Ê, ăn nữa hả? Ăn nữa rồi anh em. Trời ơi, sảy rồi. Mới cắn à, cắn nhẹ à. Chưa trầy nhái. Ở cái khu vực bãi câu này là ở dưới Long Hậu nha anh em. Cái khu vực bãi câu này là ở cần Đức Long An nha anh em, hướng về Long Hậu, đường mình về cái nhà Trăm Cọp á. Ở đây thì nó cũng nhiều cái bãi câu lắm mà nó nằm ở tận ở trong, sâu ở trong mấy cái lạch lá không à. Mình không biết cái đây là đâu luôn, mình đi tìm thôi. Thấy bãi nào mà câu được thì mình câu, chứ nó không có cái địa điểm chính xác được. Mình khó tìm thấy lắm. Mình khó chỉ như thế nào lắm. Vui thôi, vui thôi. Đúng vậy đó. Dạ. Mà tôi hả, câu cá nè. Dạ. Là tôi cũng câu máy vậy. Cái gian cái câu này nhưng mà dạ, câu tôi là coi như là dài tới 4 thước mấy lần. 4 thước mấy lần hả? 6 cần luôn. Trời nhưng ơi. Mà tôi câu cá phi chơi thôi. Dạ. Nhưng mà tôi cũng ăn miếng nào đâu. Tôi cho hết trơn à. Câu nhưng mà câu vui chơi thì dạ, cho hết. Dạ. Ai thích thì lấy hết, ăn hết đi. Câu này giải trí chơi mà đâu có. Chứ mà đâu phải là. Dạ. Chứ đâu phải mà ăn uống gì đâu. Dạ. Có máu thì mới chơi được.
Bây giờ tôi đi về tôi đi gài gặp chuột nữa nè. Nhưng mà tôi gài dính chuột, tôi cho anh em ăn hết, tôi không có lấy một con nào cho nhưng mà tôi đam mê vậy đó. Rồi. Ăn rồi anh em ơi. Cho nó nhanh sâu cái. Lên cá. Lên cá nha anh em. Ồ quá bự quá. Cá mập ghê. Dính nồi rác rồi. Nó ăn nó chúa dưới á. Ui. Cá này mới có một mùa. Nó ngắn ngủn mà. Mà mập ú anh em thấy không? Nó ngắn ngủn nó chừng gang tay gì mà nó mập ú. Con này trổ má đào nha anh em. Má đào mà xong hồi nãy trổ má đào nè. Cái nó giải xong nó xúc được câu nó lòn lên mắt luôn. Ôi, giả dữ vậy, cá mạnh quá. Hai con nha anh em. Đủ giỏi thôi. Nhái này nè anh em, mà người nào mà có đèn á, có chỗ đi sôi á, mình câu nó ngon hơn nhái mua nha. Nhái sôi á nó dai hơn con nhái mình câu lâu á, nó không có bị mềm bị nát, nó quăng nó không bị tét. Còn các bạn mua nhái mua á, câu quăng xíu à là con nhái nó bả, nó tét, nó dễ bị rách da lắm. Mà cá lóc bây giờ thì các bạn hiểu rồi, con nhái mà nó xấu mà nó bị tét rách da thì dễ gì nè con cá lóc nó ăn. Cá lóc thì nó khôn như gì vậy đó. Hồi xưa á, cá lóc thì nó nhiều. Mình dám bảo đảm các bạn luôn á, mình mà đi chút xíu thôi, mình đi cả 2-3 tiếng thôi, khoảng mười mấy con có đó. Mà cá bự bự không mà, không có nhỏ nhỏ như giờ đâu. Còn bây giờ đã đời đó các bạn ơi, câu chỗ nào á mà có cá ngon ngon á, đẹp đàng hoàng câu 5-7 con là hết mức. Mà đã đời lắm. Thế sao bây giờ cá lóc nó hiếm á, với phần chích điện nhiều quá. Phần chích điện nè, rồi vớt lồng rồng nè, đủ thứ chuyện á. Cái chỗ nằm bị chích điện rồi là cá lóc bật bạc các bạn câu nó chậm ăn lắm, nó nhát dữ lắm. Mà nói chung bây giờ, mà nói chung á là bây giờ là cá nó không còn được một phần so với hồi xưa nữa. Hồi xưa cá nó dạng mà cá nhiều lắm, câu hả nó táp lia lịa luôn. Bây giờ câu vụ đã đời lắm, cá nó nhát vậy lắm, nó trốn kín lắm. Cá giờ nó nhát lắm. Cái chỗ đó mà các bạn biết nó có cá luôn á, mà các bạn câu hoài nó luôn, nó cũng không ăn. Vậy đó. Mình thì đi câu á, mình có một mình à. Bởi vậy mình không có quay phim mà cái góc quay nó đẹp cho mọi người xem được. Mình câu một câu máy nè, mình chỉ gắn cái máy camera nó ngay ngực thôi. Rồi mình quăng vậy thôi à, chứ mình không có zoom được. Ví dụ cá ăn á, mình không có zoom được cái cận cái cảnh mà để cho các bạn xem cho nó đẹp. Tại vì hai tay, một tay cầm câu, một tay quay rồi. Một tay quay máy nè, quay cái máy câu máy nè chứ không phải quay phim nha. Ở tay chân đâu làm. Bây giờ là chỉ thấy nó ăn thì mình biết nó ăn thôi, rồi mình nói để cho các bạn biết cá ăn rồi mình dân câu cá lóc á, mà nhìn thấy cái bãi này thôi là mê mẩn. Bãi này là cũng thuộc dạng là bãi đẹp nha anh em, cỏ bích chịch luôn nè, cá lóc nó dạng. Nó giỏi trống trống á mình khó câu lắm, con cá nó không có chỗ núp, vậy nó chậm ăn. Mấy cái bãi này thôi, nếu mà không có bị kích thủ á, là cái kích điện nó can thiệp á, là câu cá nó lẹ ăn lắm. Như nãy giờ các bạn thấy á, mình lên cá cũng lẹ, đó, bút đó nè.
Đó, nó ăn rồi nữa, đó xa xa cái kia. Lên cá này anh em. Thấy chưa? Con này cũng bự nè, đó. Bạn thấy gì chưa? Mình nói đâu có sai đâu. Bãi này là bãi. Bãi này là bãi đẹp nha. Ê ê chết mẹ chết. Nó dính vào bao tay mình rồi. Ờ dính vào bao tay mình rồi, cái lưỡi câu dính vào bao tay mình này. Xíu nữa vô đầu ngón tay mình này. Yeah. Các bạn biết sao mình đi quay phim câu cá mình thường đeo theo bao tay không? Tại vì lúc mình bắt con cá cho nó dễ. Nó không có mình nắm bằng tay á. Nó trơn lắm. Con này có bao tay mình bóc cái nó ngay liền là nó không có con cá nó khó giải lắm nè. Con này bự hơn mấy con nãy nha các bạn. Con này ba lạng ạ. À. Mập ú à, con nào con nấy nó mập. Trời ơi thôi rồi nó mập. Hết nó nổi luôn. Anh em ơi. Quá đã nha. Ba con nè anh em ơi. Vô vậy. À, mình cũng giới thiệu cho các bạn biết cái thảo trì của mình nè. Ở dưới đây á, à, mình chơi dây siêu bền nè, dây bé. Lên đây á, mình chơi leader. Leader là dây trong. Bạn biết sao không? Để mình lúc cái leader này nó nhiều tác dụng lắm á. Khi á, các bạn quăng á, nó dướng, nó xoắn, nó dướng á, thì nó sẽ hạn chế dướng hơn cái dây bè. Dây bè mà các bạn quăng nó bay á, nó trúng cái gốc cây hay nó trúng cái nhánh chào gì đó là nó quấn hình tua, hình tròn, xanh tô là coi như là phải lội. Không thôi là phải cắn dây. Cái leader này đó, nó rất là hay nha. Quăng nó hạn chế dướng nè. Thứ hai á, là mình giật cá nó giảm sốc. Nó chống bị nổ dây á các bạn. Khi các bạn giật mà nó mạnh quá cái nó dẫn đến trường hợp mà các bạn khi mà các bạn giật mạnh quá dẫn đến trường hợp mà nó nổ dây cái bạc á, nó tức dây nó đứt nó nổ á thì dây BE vẫn bị nha. Còn nó có cái dây leader nè. Nói chung là nó giảm sốc á các bạn. Nó giảm sốc rất là tốt nha. Chứ không phải vô leader là để làm cái gì để giật cá không đứt rườm rà, người ta nói vô leader rườm rà không phải đâu. Thay vì người ta vô dây bia người ta câu mẹ ra cho rồi đi cho xong, còn vô leader gì tóm hai ba đầu cho nó mệt thì cái tác dụng của leader nó là vậy đó. Chưa có em nào hàng khủng khủng đó nha. Nãy giờ cá nhỏ nhỏ cỡ gần 3 lạng con không à, chưa có em nào khoảng nửa ký á. Kiếm bậy em hàng nửa ký chơi coi. Mình rê cái lóc này nè các bạn, không phải là chỗ nào nước sâu là ngon đâu nha. Vừa vừa thôi. Mà chỗ nào nó kín mới ngon, có cỏ nó kín mới ngon. Còn không phải là nước trong là cá không ăn đâu nha. Vẫn ăn nha. Ăn ăn mạnh luôn không chừng. Quan trọng cái bãi á, nước phải từ cỡ 2 găng tay là có cá rồi. Mà với điều kiện là cái chỗ đó phải kín, có cỏ phủ như vậy nè. Cá nó nằm ở dưới á, nó dạng lắm. Cái chỗ này là nó cũng khoảng cỡ nửa thước nước là chứ không có nhiều hơn đâu. Nó kính kính bãi, cá nằm ở dưới núp dưới nó chờ mồi á. Mình kéo ngang là nó quất thôi. Nữa nè em ơi. À nó quất nè. Mất cái bụp nữa không? Để ngâm cho nó nằm sâu cho xíu đi. Giờ được rồi đó, căng dây 2 3. Lên cá nè em ơi. Wow.
Lên nữa nè, quá trời cái bãi này cá đẹp quá. Ui, 4 con rồi. Vô vô. Đây các bạn ngắm là cái bãi câu nè, nhìn đã không? Rồi các bạn ngắm lên trời nè. Đó. Thấy mây bịt màu chưa? Nãy giờ nó rớt hột 100% rồi đó. Chắc mình cuốn cần thôi, cuốn cần vừa rồi. Cho các bạn xem lại cái cá nè, nhìn lại nè. Đó. Quýnh nãy giờ khoảng 15 phút đó, được 4 con nè. Để mình múc cho nó thêm miếng nước nè, chứ không là nó chết. Rồi cuốn cần về các bạn ơi, để mưa tới. Clip của mình cũng xin kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.